Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh AD Cường Nguyễn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra tay nghề của bạn Đinh Thành Tài nha. Bạn Đinh Thành Tài là một trong những đầu bếp trẻ tại Uchisuji. Thì bạn Đinh Thành Tài cũng là một nhân tố mà mình cảm thấy rất là có triển vọng trong tương lai sắp tới. Bởi vì mình có thể cảm thấy được cái niềm đam mê bếp từ bạn. Đó. Thì qua một thời gian như vậy thì bạn Đinh Thành Tài riêng Cương cảm nhận đối với một đầu bếp trẻ như vậy là sự phát triển của bạn nó rất là nhanh so với nhiều người khác đó. Nhưng mà cái đó là chỉ là cảm nhận của riêng Cương thôi. Để hôm nay bạn Đinh Thành Tài sẽ show cho chúng ta thấy là tại sao mà Cương lại đánh giá bạn rất là cao như vậy ha. Ok, follow me. Thôi bây giờ là phần thi của bạn Đinh Thành Tài. Rồi Tài, đề của em là Taisoku sáng tạo trong vòng 80 phút ha. Sẵn sàng chưa? Rồi ok, sẵn sàng chơi nha. 80 phút bắt đầu. Các bạn này là không có kịp giờ đâu. 80 phút mà bạn làm 1, 2, 3, 4, 5, 6 món cộng thêm nấu cơm nữa. Mình tên là Đinh Thành Tài. Mình 20 tuổi và mình đã làm việc ở Uchisuji đã 2 năm. Mẹ mình nấu ăn rất ngon. Từ nhỏ đến lớn mình đã được ăn rất nhiều món mẹ nấu. Và từ đó mình đam mê nghề bếp. Ước mơ của mình 10 năm nữa là đạt được nhiều thành công như sếp Cương và nhiều hơn nữa. Đối với mình, bài Taisoku hôm nay cũng khá là dễ đối với mình. Mình mong anh Cương sẽ ra nhiều đề bài khó hơn nữa. Taisoku của em gồm 7 món: cơm, salad với món phụ karaoke. Karaoke đúng. Dạ, đây là cá Saba Sui. Đây là súp tonzeru.
Home Guru này là tham khảo ở đâu? Sao? Chợ Châu Chi đâu bán đâu? Chạy trên YouTube. YouTube hả? Ok. Rá màu này là đúng rồi đó. Trước hết thì anh thấy là bài biện thì nó đúng đúng cách rồi ha, đúng cách đúng kiểu. Rồi là một. Cái khen em nữa là em có làm dessert. Ở ít người người ta làm dessert lắm. Thông thường là cung cấp đủ cái chất dinh dưỡng là ok rồi. À, thịt có, rau củ quả có là thấy quá rõ rồi ha. Trứng thì anh có thể thấy trong sữa và trong cái phần này em chiên nó có trứng ha. Thì có, hồi nãy anh có thấy là em có bỏ trứng vô trong cái salad của em nữa, ngay cả sốt này cũng có luôn ha. Thì đầy đủ 5 yếu tố đó rồi, ok. Về mặt căn bản là em đã đạt ha. Bài trí ok, đẹp, nhưng mà về phần portion thì anh thấy nó hơi nhiều so với một người ăn. Ok, Tom Zeru, cái mà anh chưa có chỉ em. Ok, ngon, hên á. Ok, ngon. Rồi, nước súp thì đậm đà nhưng mà không có bị lấn át ha. Rõ mùi thịt heo nhưng mà không có bị hôi. Nhiều khi người ta chỉ cần cái súp này không ăn chung với cơm thôi là cũng đủ rồi, đúng không? Ăn về là anh thấy về phần ăn về là đối với anh là ok nè đó. Nhưng mà hôm nay mình được bonus thêm ha. Rồi cái món chính là cái món mà mình nên chăm chút nhiều nhất đó. Không biết là em làm sao, em xử lý này làm sao? Dạ. Anh thấy em có sous vide. Em ướp nó với miso, nước tương, xíu mirin. Rồi em nấu với nhiệt độ 60 độ C 20 phút. Với cá nó hơi trắng, em có khè cái mặt cho nó vàng. Vì thời gian của em rất là lớn, không? Cho nên anh khuyên em nên làm khoảng 42 độ thôi, nhưng mà 40 phút nó lại hay hơn, miếng cá của mình nó sẽ mềm ra hơn. Thì 60 độ 20 phút thì cũng đã đủ chín. Cái nước bôn sư này em tự làm luôn. Em đốt mirin với nước tương, giấm, ngâm lá cơm bư với cá ba nọc. Ok. Em thay nước chanh Nhật bằng nước chanh Việt Nam. Rồi ok, cái miếng cá của em nó còn nước ha. Còn rất là rõ nước nè. Rồi thì cũng khen em là em biết tận dụng cái kỹ thuật sous vide để mà mình xử lý cá. Nhưng mà để mà thời gian dài, tại vì em có tới 80 phút rồi đúng không, thì mình nên để cái nhiệt độ thấp hơn và mình làm thời gian dài hơn thì miếng cá của mình nó sẽ ngon hơn nữa. Miếng này còn có thể ngon hơn mà hiện tại thì anh thấy cũng rất là hài lòng rồi. Có điều á, biết sao không? Em làm thời gian ngắn quá. Thì lúc mà em bỏ cá vô á, em phải canh thời gian. Ví dụ như người ta cho em là 80 phút thì em nên bỏ cá vào khoảng, nó trôi qua khoảng 40 phút. Khi mà em bắt đầu nấu á, nó đã trôi qua 40 phút rồi, em phải bỏ cá vô, em bỏ cá vào hơi sớm. Làm ra miếng cá của em nó sẽ bị nguội. Đó là cái trường hợp nó xảy ra đối với miếng cá này. Nó ngon thiệt, nhưng nó nguội. Em xài cái pate mè với nước tương, giấm, xíu honesi. Em thấy nó ngon bằng trong chai không? Đối với em thấy nó ngon hơn. Tại vì nó hợp khẩu vị em. Ok, chấp nhận. riêng anh thì cảm thấy nó ngon hơn. Tại vì cái vị mè rang rất là thơm, dressing rất là ngon. Phải công nhận điều đó. Mè do là mình tự làm cho nên mè nó tự nhiên ở ngoài mình tự mình rang lên rất là thơm, mà cái hậu mè rang nó rất là thơm ha. Em cảm thấy cái salad này rất là ngon ha, mọi thứ rất là giòn, nguyên liệu em chọn rất là kỹ. Còn này đồ chua của em sao? Em xài miso trắng, giấm, đường thôi, xíu muối để dành cái vị là cho nó đậm. Ok, làm đồ chua bằng miso là gần như là thời đại giờ nó ít người làm ha. Đồ chua của em làm ngon ha. Hợp lý. Rồi tối này thịt heo xay xào với hành tây. Thịt heo xay xào với hành tây, rồi cái gì nữa? Anh thấy có khoai tây nghiền nè. Dạ đúng rồi, có khoai tây nghiền.
dễ trứng. Ok, căn bản cái karaoke á là khoai tây nghiền ra đem đi lăn bột chiên với bột xù, nó là như vậy thôi. Thì khá khen cho em là cái sự sáng tạo của mình, có thịt heo ha, có trứng bổ trợ thêm đó, thì anh cũng chưa có ăn cái loại này bao giờ. Ngon á, anh nghĩ trẻ em rất là thích món này, thường là trẻ em người ta thích. Nhưng mà anh nghĩ một miếng thôi là đủ rồi, một miếng mà nó to hơn chút xíu nó sẽ nó vừa phần ăn của mình hơn và nó gây là cảm thấy thèm. Dạ, cái dessert này là thạch rồi với cà phê. Rồi, cái món ăn này anh cảm thấy thạch đông, lý do là khi mà ăn vào á, thạch cà phê á, ở đây là mình nhìn thấy nó có vẻ nó cứng đúng không? Dạ. Nhưng khi ăn vô nó tan ra. Món ăn này rất là ngon ha, khi mà ăn vào thì nó tan ra và mình cảm giác được vị cà phê nhẹ và một chút xíu sữa. Nhìn tổng quan lại không có gì để chê ngoại trừ miếng cá, ta cũng ráng ta soi lắm á. Miếng canh này anh cảm thấy là bản thân một mình nó cũng có thể mà dùng ăn chung với cơm được luôn. Bản thân nó thôi, nó đi chung với cơm là cũng đã ngon rồi ha. Nhưng ở đó mình còn nhiều cái khác nữa. Chỉ có điểm lưu ý của em là portion sao mà để vừa một người ăn thôi, đừng có quá nhiều ha. Chỉ có những điểm như vậy là cần lưu ý thôi, còn ngoài ra thì mọi thứ đều em hoàn thành cực kỳ tốt. Ngay cả về thời gian, cách bố trí, cách sắp xếp của em, mọi thứ đều tốt cả, không có gì để chê cả. Rồi, ok, chúc mừng em. Chúc mừng em đã đạt ha. Anh nghĩ là em trong tương lai cũng sẽ là một đầu bếp rất là tốt ha. Cố gắng lên nha. Hiện tại là anh cảm thấy em đi làm bếp được bao lâu rồi? Dạ, em làm được 2 năm. 2 năm? Ok, tích lũy cho mình như vậy. Về cách sắp xếp làm việc như vậy là anh cũng nhìn thấy được cái đam mê của mình. Không? Rồi, ok, chúc mừng em nha. Rồi, thế là xong phần thi sơ cư của bạn Đinh Thành Tài. Các bạn nghĩ thế nào về phần thi của bạn thì các bạn hãy để lại phần comment bên dưới nha. Nhớ like, subscribe và share kênh của Gương. Hẹn gặp lại các bạn những video sau nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.